Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải cái phần mềm CapCut ở trên cái ứng dụng ở trên máy tính nhé. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải tải cho mình một cái ứng dụng hỗ trợ giả lập ở trên máy tính, giả lập Android. Các bạn gõ cho mình cái từ là D này, phần IE nhé. Đó, đây các bạn nhìn cái dòng thứ hai này nhé. Các bạn tải cho mình cái dòng thứ hai này nhé. Đó, các bạn click vào và các bạn sẽ nhìn thấy nó có phần là tải LD. Đó, các bạn click vào. Đó, các bạn nhìn phía góc này nhé, nó rất là nhanh thôi. Đó, các bạn chỉ việc click vào và các bạn chọn mở luôn nhé. Đó, các bạn chọn mở luôn. Khi các bạn chọn mở luôn thì các bạn sẽ chọn là run này. Đó, run để nó cài đặt nhanh nhé. Đó, cài đặt nhanh. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là cài đặt nhanh nhé. Khi các bạn mở lên thì các bạn chọn cài đặt nhanh. Đấy. Thì tùy theo cái cấu hình máy thì các bạn có thể đợi nhé. Đợi khi nó cài đặt xong. Đây của mình là 56% rồi. Đó, 63 này. 7 đó. Đấy. Đó, vậy là cái ứng dụng đã cài đặt xong nhé. Các bạn có muốn khởi động không? Thì các bạn chọn là khởi động nhé. Đó, các bạn khởi động luôn nhé. Cái phần mềm giả lập này ấy, thì nó sẽ đây nó sẽ cảnh báo là máy tính nhá, chưa mở VT, chưa game có thể bị lag. Thì các bạn sẽ đóng nhé. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là cái này nó là giả lập nên là tùy theo cái cấu hình máy của các bạn nhé. Nếu máy của các bạn khỏe thì nó có thể đỡ giật, còn máy nào yếu yếu thì nó sẽ có thể rất là lag nhé. Đấy. Thì các bạn đợi nó cài đặt này, đang cài đặt APK này. Đây này. Đấy, các bạn có thể nhìn đợi nó chạy nhé. Đợi nó chạy đến nó đang ở 30% này. Đấy. 3 này. Đấy, các bạn cứ tắt cái này đi. Đó. Được 50 rồi, đó các bạn nhé. Các bạn đợi chút này. Đây, cái số phần trăm nó chạy này. Đó, khi các bạn cài đặt xong, nó có chạy xong ấy, thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện trên giống như cái cửa hàng CH của đây các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái này này. Chọn cho mình cái này. Đấy, CH Play nhé. CH Play này. Đó, thì cái này đến bước này thì nó cũng gần giống như trên điện thoại rồi các bạn nhé. Đó, các bạn đợi một chút nhé. Đấy, nó loát cũng hơi bị chậm so với chị điện thoại nhé. Các bạn bên đến bước này thì các bạn sẽ đây các bạn chọn không hiển thị lại này. Rồi các bạn chọn đăng nhập cho mình nhé. Đấy, đăng nhập để khám phá. Các bạn chọn đăng nhập vào cái tài khoản Google Play của các bạn nhé. Giống như ở trên điện thoại ấy. Sau khi các bạn click vào đăng nhập thì nó sẽ đợi nó load và các bạn sẽ chọn. Bây giờ các bạn đăng nhập cái tài khoản email của các bạn vào nhé. Email và cái tài khoản Google Play của các bạn vào nhé. Đó, bây giờ mình sẽ đăng nhập vào nhé. Đó, rồi sau khi các bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ xuất hiện giao diện giống hệt ở trên điện thoại như các bạn nhé. Đó. Đấy, thì cái máy của mình nó hơi bị chậm nha các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé. Các bạn đăng nhập trên cái trình duyệt máy tính thì nó sẽ hơi bị chậm nhé. Đó. Để bây giờ thì các bạn giống như những cái trên điện thoại thôi. Các bạn sẽ tìm app nào thì các bạn sẽ click vào đây. Các bạn sẽ chọn là CapCut nhé. Đấy. Đấy, các bạn tìm kiếm này. Đấy, CapCut này. Giống như trên điện thoại luôn. Đến bước này thì các bạn nó không khác gì trên điện thoại nữa rồi. Đấy. Chỉnh sửa video nhé. Các bạn chọn cài đặt cho mình nhé. Các bạn click vào phần cài đặt này. Đó. Và các bạn bây giờ bước này thì các bạn chỉ việc đợi nó cài đặt xong và các bạn sẽ mở ra các bạn sử dụng thôi. Và các bạn cùng đợi việc cùng với mình đợi nhé. Đó, vậy là mình đã cài đặt xong nhé. Bây giờ các bạn sẽ chọn là mở luôn lên cho mình nhé. Đấy. Rồi, các bạn sẽ chọn là phóng to lên này. CapCut này. Đó, các bạn đợi nó sẽ load ra nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa? Chấp nhận này. Đây, phần dự án mới này. Đến phần này thì các bạn sẽ đến cái phần này thì nó cũng tương tự như ở trong cái điện thoại rồi nhá. Đấy các bạn nhá. Đấy. Đến đây thì các bạn vừa mở vào thì nó vẫn yêu cầu cho phép là truy cập ảnh này. Đó. Đấy. Đấy, video này, hình ảnh này, đó. Thì
hiện tại thì trong máy của mình chưa có gì nhé. Đấy, các bạn có thể đó, các bạn nhìn nhé, nó cũng không khác gì ở ngoài điện thoại đâu, cũng menu này, đấy, menu này, cài đặt các thứ này, đó, album nhé, cũng kho video này, hình ảnh này. Đấy, hiện tại thì máy mình không có như mình đã nói rồi nhé. Rồi đến đây thì các bạn cũng vẫn vào chỉnh sửa như bình thường thôi. Việc có cái ưu điểm ở trên cái ứng dụng cấp cắt ở trên máy tính này thì các bạn thấy là nó sẽ có cái vùng làm việc của nó rộng hơn nhé. Đấy, nó làm vùng làm việc nó rộng hơn thì các bạn có thể chỉnh sửa nó dễ hơn. Đấy, nếu bạn nào mà muốn làm trên máy tính thì các bạn có thể làm theo cách này nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like và đăng ký nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới của mình nhé.